Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu Amen. Tôi tin rằng Chúa sẽ dấy lên một thế hệ còn trẻ tốt hơn chúng ta nhiều. Thuộc lời Chúa phải nói là đáng nể luôn. Amen. Cảm ơn Ngài. Đó là tín hiệu đáng mừng cho đất nước chúng ta. Có những con trẻ, có những giới trẻ, thanh niên, thiếu nữ sẽ bắt đầu biết tương tận Kinh Thánh hơn chúng ta. Đây là phước của dân tộc, phước của đất nước chúng ta đã anh chị em. Vâng, phước đó tôi nhìn thấy rồi. Những gì thế hệ đi trước gieo ra thì sẽ có ngày gặt lấy. Cảm ơn Ngài. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân xin chào trân trọng tất cả anh chị em đang theo dõi Thánh qua live stream. Xin Chúa ban phước cho anh chị em trong thời giờ này. Quyền lời của Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho hết thảy những người nghe. Amen. Và trước khi chia sẻ lời Chúa, tôi đọc cho anh chị em nghe một lời chứng tôi nhận được. Và một lời làm chứng cũng rất là khích lệ. Cho nên muốn đọc cho Hội Thánh của Chúa cùng nghe như thế này. Con tạ ơn Chúa và mục sư thật là nhiều vô cùng. Hôm qua con vào Zoom và hôm nay con lại mở ra đón nhận lời cầu nguyện của mục sư. Con bị ung thư ngực đã 10 năm, bị cắt bỏ một phần bên truyền hóa chất, xạ trị nhiều năm rồi. Phần ngực của con bị thâm sạm lại như miếng thịt bò nướng qua lửa. Trên phần ngực có nhiều chân của các tế bào ác tính, hạch bị tê bì, có chỗ phồng lên cảm thấy dịch vẫn còn đọng ở đó. Qua lời cầu nguyện của mục sư, sáng nay con kiểm tra, con được Chúa chữa lành cho con. Phần ngực phần ngực cảm thấy mềm, màu da được sáng ra, không còn bị tê bì nữa, không còn dịch động ở đó nữa. Chúa đã giải phóng con khỏi sự sợ hãi, khỏi những tà linh ô uế. Con biết ơn Chúa và biết ơn mục sư nhiều lắm. Amen. Hallelujah. Bệnh viện làm những gì dễ, Chúa làm những gì khó. Cảm ơn Ngài. Những gì còn lại mà không giải quyết được 10 năm rồi đó anh chị em, 10 năm phải chịu tình trạng này. Nhưng mà bởi lời cầu nguyện đức tin, Chúa đã tẩy sạch những gì còn lại. Amen. Wow. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và đời đời không hề thay đổi. Amen. 2000 năm trước Chúa đã chữa lành, Chúa đủ quỷ, thì bây giờ Chúa vẫn chữa lành đủ quỷ, cứu rỗi linh hồn người ta. Đó là điều mà tất cả anh em mình đã nhìn thấy Chúa làm trong Hội Thánh. Cho nên phúc âm đời đời của Chúa thì không thay đổi bao giờ. Thời đại chúng ta sống có thể đã đổi thay, hiện đại hơn, máy móc nhiều hơn, tội lỗi gia tăng hơn, con người ta sống rất nhiều với nhiều phương tiện tiện nghi hơn. Nhưng mà phúc âm của Chúa thì 2000 năm nay vẫn như vậy. Phúc âm Ngài vẫn là để cứu rỗi linh hồn, để chữa lành bệnh tật, đuổi ma quỷ và nâng con người ta lên trong ánh sáng của Đức Chúa Trời. Amen chị em. Đó là điều mà chúng ta thấy. Tuy nhiên đó, tôi hôm nay nói một chút về sự cứu rỗi này là để cùng anh chị em mình nhắc lại với nhau thế nào là sự cứu rỗi thực sự mà Đức Chúa Trời muốn mỗi một con người tiếp cận. Chúng ta cần nhắc lại. Tại sao mình phải nhắc lại? Bởi vì kể từ cuộc cải chánh của linh mục Martin Luther ở thế kỷ 15 thì sự cứu rỗi được giảng ra vì một lý do nào đó chỉ được giảng ra một phần mà thôi. Người ta giảng ra rằng sự cứu rỗi ấy chính là cứu rỗi linh hồn thôi, còn mọi sự ơn phước thì hãy đợi chết rồi mới nhận. Người ta giảng bài đó. Và vô tình chúng ta đã tạo ra một thế hệ tín hữu chỉ tin có 1/3 phúc âm thôi. Họ chỉ tin rằng tiếp nhận Chúa Giêsu được cứu rỗi linh hồn và xong, mình chờ ngày để lên thiên đàng. Để lên thiên đàng để hưởng phước hạnh, hưởng sự thông thoáng, hưởng sự bình an, hưởng sự vui mừng, hưởng sự lành mạnh, hưởng sức khỏe, hưởng sự thỏa lòng đời đời. Còn bây giờ dưới đất thì ráng chịu đựng. Và bởi cái tin lành này, chúng ta đã tạo ra một thế hệ tín đồ vô tín trong Hội Thánh. Anh em thấy lạ không? Tín đồ mà lại vô tín. Họ vô tín với những điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời.
Họ vô tính với sự chữa lành của Đức Chúa Trời. Họ vô tính với những việc quyền năng mà Đức Thánh Linh làm trong hội thánh của Chúa. Có những ai được Chúa dùng để thực thi những điều này thì bị tấn công, bị dè biểu, bị dứt phép, bị tẩy chay. Và hội thánh của Chúa đi vào trong tình trạng hết sức bi đát và bị người đời dè biểu, bị thế gian khinh chê, bị người ta sỉ vả. Vì hội thánh gì mà yếu đuối quá, hội thánh gì mà nhơ nhớp quá, hội thánh gì mà tín đồ phải đi nhờ đến thầy bùa, thầy pháp ở bên Campuchia với Thái Lan. Hội thánh gì mà kỳ vậy đó anh chị. Nhưng tôi tin rằng hôm nay mình giảng ra ở đây để cho tâm trí của chúng ta phải đổi lại. Sự cứu rỗi của Chúa là một cái gói trọn vẹn gồm rất nhiều phần. Và sự cứu rỗi này nó được mô tả ở trong lời của Ngài, ở cái Kinh Thánh nguyên bản là cái từ sozo. Cái từ này nó bao hàm nhiều nghĩa ở trong đó. Nhưng khi dịch sang tiếng Việt, dịch sang tiếng Anh thì chúng ta chỉ biết mường tượng có hai cái chữ thôi là cứu rỗi. Và người ta không nghiên cứu kỹ mà người ta đi giảng ra: ồ bây giờ Chúa Giê-xu đến để cứu rỗi linh hồn, rồi chấm dứt. Nhưng thật sự anh chị, cái từ cứu rỗi nó bao hàm tất cả mọi điều liên quan đến đời sống con người. Đó là sự tha thứ tội lỗi. Tất cả những ai đến với sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu thì mọi tội lỗi được tha thứ. Bất kể anh chị đó đã làm gì, bất kể anh chị đó trong hoàn cảnh nào phạm những tội gì, tất cả đều được tha thứ. Cái đó Kinh Thánh gọi là sự tái sanh. Nhưng không dừng lại ở đó, Kinh Thánh nói cái từ cứu rỗi nó còn bao gồm là khi một người bước đến với Chúa Giê-xu, họ còn được giải cứu linh hồn của họ nữa. Giải cứu linh hồn có nghĩa là Chúa Giê-xu sẽ chữa lành cảm xúc, chữa lành quá khứ, chữa lành tổn thương, chữa lành cay đắng, chữa lành những tình trạng đang làm bệnh hoạn linh hồn của họ. Chúng ta sinh ra trong thế giới này, chúng ta đâu có chọn gia đình mình sinh ra, đâu có chọn cha mẹ nào mình làm con, đâu có chọn đất nước nào mình làm công dân. Tất cả chúng ta đều được sinh ra một cách không phụ thuộc vào ý muốn của mình. Cho nên có những con người đã sống những tuổi thơ với những sự lạm dụng, sống tuổi thơ với những sự chà đạp đau khổ, sống trong những gia đình đổ vỡ, cha mẹ ly hôn ly dị, và tâm hồn bé nhỏ đó đã bị tan nát, bị bệnh hoạn từ bên trong. Họ lớn lên với những sự sợ hãi, lo lắng, cay đắng, bất an, với những ác mộng, với những giấc ngủ không yên ở trong đêm, những tiếng la hét giữa đêm khuya. Thì khi con người đó đến với Chúa Giê-xu, không lẽ Chúa đứng yên sao? Tôi tin xác quyết trong sự cứu rỗi của Ngài, Ngài chữa lành linh hồn những người đó. Và có vô số những con người đến với Chúa ngày nay qua hội thánh, qua những mục vụ mà hội thánh và nhiều hội thánh khác nữa, họ đã nói rằng: mục sư ơi, con đã hết ác mộng rồi, con đã cảm thấy không còn trầm cảm nữa rồi, không còn cảm thấy tức giận, không còn cảm thấy đắng cay, không cảm nhận thấy mình bị ruồng bỏ nữa rồi, con cảm thấy bình an, vui mừng, thỏa nguyện trong tấm lòng lắm rồi, con rất tự tin rồi. Đó là những lời chứng mà mình đã từng nghe, giống như cái cô gì ở Bình Định hồi bữa bước vào đây làm chứng đó. 10 năm bị tâm thần phân liệt, sống trong sợ hãi, sống trong đau đớn, sống trong sự hận thù, uất hận bên trong không chịu được. Và khi cầu nguyện thì cái gì đó như một cục rất là nóng bay ra khỏi cơ thể của cô, và cô được chữa lành hoàn toàn. Đó chẳng phải là sự giải cứu sao? Đó chính là sự giải cứu của Chúa Giê-xu. Nhưng chưa hết đâu, sự cứu rỗi còn là sự chữa lành cho thân thể chúng ta nữa. Vì con người chúng ta đâu có phải chỉ cái linh không, chúng ta đâu có đi lại trên đất này mà thể xác đứng yên một chỗ được. Chúng ta cần phải vận động, chúng ta cần lao động, chúng ta cần thân xác này để có thể sống một đời trọn vẹn ngay khi trên đất này. Không lẽ chúng ta đến với Chúa Giê-xu, Chúa để chúng ta trong tình trạng bệnh tật, đau đớn, ren xiết, rồi bị hà hiếp bởi vô số những thứ đang chèn ép thân thể chúng ta sao? Lẽ nào Chúa Giê-xu nói rằng thân thể con là đền thờ của Đức Thánh Linh mà Ngài đành lòng thấy những thân thể đang đau đớn trong bệnh tật sao? Anh chị em, và rõ ràng Chúa đến và Chúa đem sự cứu rỗi đó cũng bao hàm sự chữa lành cho thân thể chúng ta nữa. Amen chứ? Đó là sự cứu rỗi đích thực. Tôi nói những lời này để khích lệ các hội thánh, khích lệ tất cả anh em,
khích lệ tất cả những người nghe. Nếu mình có hiểu thiếu một điều gì đó ở trong sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, thì hôm nay hãy đổi lại đi. Sự cứu rỗi của Ngài là trọn vẹn ở ba lĩnh vực: linh hồn và thể xác cho những người tin. Để khi chúng ta nghe và chấp nhận những điều này, thì trong hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ không còn bóng dáng của những tín đồ vô tín nữa. Chấm dứt. Và tất cả các hội thánh sẽ ủng hộ những con người nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, ủng hộ những con người nhân danh Chúa mà chữa bệnh, ủng hộ những con người nhân danh Chúa mà làm những dấu kỳ phép lạ. Amen. Hội thánh của Chúa sẽ không còn công kích những người đó là đến từ quỷ, từ ma nữa. Tôi sống gần 50 mấy năm trong cuộc đời, tôi chưa thấy con quỷ nào mà đã chữa lành cho ai hết. Tôi chưa thấy con quỷ nào mà đã đem bình an cho người nào hết. Tôi chưa thấy con quỷ nào mà nó khiến cho người bị trầm cảm được tự do hết. Tôi chỉ thấy Chúa Giêsu làm điều đó thôi. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cần phải đổi lại. Chúng ta cần phải giảng một phúc âm trọn vẹn. Chúng ta cần phải tin một phúc âm trọn vẹn để dân sự của Chúa được phước, người dân của chúng ta được phước. Tất cả những ai tìm đến Chúa Giêsu, họ phải nhìn thấy và tìm thấy được giải pháp trọn vẹn cho cuộc đời của mình. Amen. Thưa ông bà anh chị em, đó là điều mà tôi rất là khát khao. Buổi sáng hôm nay đó, Chúa có cảm động tôi đọc Kinh Thánh ở trong Giăng chương 15. Mà anh chị em đã đọc được mấy câu thuộc lòng rất là tốt. Và bây giờ anh chị em thấy Giăng chương 15 này, chính lời của Chúa Giêsu đã diễn tả cái sự cứu rỗi mà chúng ta có bằng ba câu Kinh Thánh ở đầu chương, cực kỳ ngắn gọn, súc tích, nhưng mà không thiếu một ý nghĩa nào. Chúa Giêsu nói như thế nào anh chị em? Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Đó, chỉ có hai câu này, nhưng chắc chắn khi anh em đọc đến, tâm trí của anh em đã nhìn thấy toàn bộ bức tranh của sự cứu rỗi. Tôi và bạn cho em ví như những nhánh nho mọc ra từ Chúa Giêsu, dính vào Ngài, dính vào Ngài, dính vào Ngài khắp mọi nơi. Và tất cả anh em mình đều có một người làm vườn hết sức quyền năng chăm sóc nó, là Đức Chúa Trời Cha của chúng ta. Anh em thấy bức tranh hết sức sáng, một bức tranh tuyệt vời. Anh em tưởng tượng một cái vườn, một cái vườn mà được một người có kỹ năng, một người siêng năng, một người có năng lực chăm sóc, thì tôi cho rằng cái vườn đó cực kỳ xanh tốt và sai trái. Sẽ không bao giờ có những nhánh bị sâu, bị mọt, không bao giờ có những nhánh bị héo, bị úa, không bao giờ có những cái nhánh nào mà ở dưng không bao giờ ra trái. Đó, người nông dân, người ta sẽ đi làm gì anh chứ? Người ta sẽ lấy cái kéo, người ta sẽ rứt toàn bộ những cành nào không có lợi cho cái cây. Hãy chú ý điều đó. Cha trên trời ngày hôm nay vẫn đang chăm sóc tất cả những nhánh nho trong gốc nho của Ngài. Có những cái cành gắn vào Chúa Giêsu nhưng không hút nhựa sống của Ngài, gắn vào đó để ra những cái điều gì đó không như mong đợi của Chúa Cha. Người làm vườn, khi họ chăm sóc một cái vườn, thì cái điều mà người làm vườn mong mỏi là gì anh chị em? Thu hoạch. Phải có bông trái. Anh làm vườn cà phê, anh phải thu hoạch cà phê. Mấy tấn một sào đó phải có chuẩn mực của nó. Anh trồng vườn xoài, anh phải có trái xoài. Anh trồng vườn nho, anh phải có trái nho. Anh trồng vườn mít, phải có trái mít. Người nông dân mong đợi điều đó. Cha trên trời mong đợi những cái nhánh là chúng ta phải kết quả. Còn nhánh nào không kết quả thì Ngài làm gì? Cắt hết, ném nó ra ngoài kia. Bữa trước thì tôi cũng nói rồi, không khéo cho chúng ta bị bỏ lại, không khéo cho coi chừng cho chúng ta bị cắt hết. Và mục sư
cũng có nghe phong phanh. Sao mà ông suốt ngày ông nói ông dọa chúng tôi thế này, hơi căng. Nhưng mà tôi xin thưa với anh chị em nè, không ai có thể dùng cái lời dọa dẫm nghèo đói để nói với ông tỷ phú hết á. Không ai có thể đứng trước ông tỷ phú và nói anh coi chừng ngày mai anh chết đói đó nha. Không ai nói điều đó. Cho nên nếu anh chị em là giàu có thuộc linh, anh chị em sẽ bình an trước lời nói của tôi. Còn người nào mà thấy nó lộn lạo trong lòng thì coi chừng. Có đúng không? Có đúng không ạ? Người nào mà nghe tôi dọa mà thấy ồ coi chừng mình bỏ lại không thì coi chừng bỏ lại thiệt. Không ạ? Cho nên cái lời đó nó chỉ có tác dụng là gì á? Tỉnh thức chúng ta. Không phải dọa đâu mà là tỉnh thức chúng ta. Ví dụ anh em đang ôm một cục nợ đến và tôi nói coi chừng ngày mai anh là phá sản, là ống anh vào tù đó nha, là người kia giật mình về mất ngủ liền. Có đúng không? Như vậy khi tôi nói về những điều như bỏ lại, bị cắt, bỏ đi tất cả những điều coi chừng đời sống mình, và ai đó đang nghe tôi nói mà thấy mình bắt đầu thấy hồi lo tốt mọi hộp, là coi chừng thật sự là mình không kết quả đấy. Cho nên Đức Chúa Trời Cha mong muốn nhìn thấy trên đời sống mình phải kết quả, phải có một điều gì đó là bông trái của thiên đàng phải nảy nở ra trên đời sống của mình. Làm sao một nhánh nho gắn vào gốc hút lấy nhựa sống của gốc mà không kết quả được? Làm sao một con người gắn vào sự sống của Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu là Chúa của người đó, mà người đó lại có một đời sống tồi tệ được? Ai nghĩ đi, Chúa Giê-xu là đấng quyền năng, Chúa Giê-xu là đấng chữa lành, Chúa Giê-xu là đấng bình an, Chúa Giê-xu là đấng làm dấu kỳ phép lạ, Chúa Giê-xu là đấng đắc thắng, mà làm sao những con người gắn vào Ngài mà sống một đời sống thất bại yếu đuối được? Có phải không chị em? Chúng ta phải xem lại mình có gắn vào Ngài không? Mình có thực sự ráp vào Ngài không? Mình có mỗi ngày hút nhựa sống từ Ngài không? Nó bày tỏ ra qua cái bông trái của đời sống mình. Chúng ta không giấu được đâu thưa anh chị em. Không giấu được. Chúng ta không thể tự che đậy được. Chúng ta cũng không thể tự an ủi mình được là tôi sẽ được cứu rỗi, tôi chắc chắn lên thiên đàng, tôi chắc chắn sẽ có một chỗ ở nơi thiên đàng, mà đời sống hiện nay của mình thấy nó không giống Chúa Giê-xu chút nào. Hãy coi lại, hãy coi lại. Cho nên ba cái câu này đó, hai câu kinh thánh này đó, nó cảnh tỉnh mỗi chúng ta, nó đem cuộc đời chúng ta ráp vào bức tranh cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Và anh em mình phải kiểm tra lại đời sống của mình. Lương tâm tôi đã bình tĩnh chưa? Linh hồn tôi đã bình an, vui thỏa và thỏa lòng nơi Chúa mỗi ngày chưa? Thân thể tôi có đang sống trong sức khỏe của Ngài không? Tôi có kinh nghiệm quyền năng và sự sống của Ngài chảy qua linh hồn thể của tôi mỗi ngày không? Tôi có kinh nghiệm thấy bàn tay của Đức Chúa Trời hành động qua tôi, giúp đỡ gia đình, con cái và người khác không? Đó là những câu hỏi hết sức thiết thực và mỗi một chúng ta phải luôn luôn có để kiểm tra đời sống tâm linh của mình. Từ chỗ này mình biết được mình có đang gắn với gốc nho thật là Chúa Giê-xu không. Và tôi rất tin tưởng vào khả năng chăm sóc vườn của Đức Chúa Cha. Tôi không nghi ngờ Ngài. Ngài là chuyên gia chăm sóc vườn thuộc linh của Ngài. Đừng có nói là tôi không kết quả vì cha chăm sóc kém quá. Đừng nói thế. Hả không chém? Nhiều người nói vì Đức Chúa Trời chăm sóc kém quá nên tôi không ra quả. Không đâu. Chắc chắn anh có vấn đề. Và câu số 3, Chúa Giê-xu nói: các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Câu này nếu mình chịu khó suy ngẫm thì mình sẽ thấy ý Chúa Giê-xu nói rằng cái điều kiện để chúng ta được gắn vô trong Chúa Giê-xu là mình phải trong sạch. Có đúng không chị em? Làm sao Chúa là một gốc nho tinh khiết mà mình gắn những thứ bậy bạ vào Ngài được? Ngài không chấp nhận đâu. Không chấp nhận. Chúng ta chỉ gắn vào gốc nho những thứ cùng loại thôi, giống với Ngài thôi. Cho nên nhờ lời của Chúa mà chúng ta được tinh sạch, chúng ta tin vào lời Ngài và chúng ta được cha đem ráp vào gốc nho đó, rồi chúng ta lại kết quả.
Câu hỏi là chúng ta được tinh sạch nhờ lời Chúa như thế nào? Đây là điều mà chúng ta phải suy ngẫm thưa ông bạn chị em. Đây là lời Đức Chúa Trời. 66 quyển chép rất đầy đủ trong đây, hàng ngàn năm vẫn lưu truyền. Những lời của Chúa khiến chúng ta tinh sạch ra sao là điều mà chúng ta phải có kinh nghiệm thực tế. Và những tấm gương trong Kinh Thánh cho chúng ta hiểu được điều này. Thương bạn chị em, sống trong cuộc sống đó, chúng ta nhận được kết quả là nhờ những quyết định. Quyết định của anh em hôm nay nó tạo ra kết quả ngày mai. Quyết định anh em hôm nay đúng, kết quả anh em nhận được sẽ đúng. Quyết định hôm nay của anh em sai, anh em sẽ nhận được một kết quả tồi tệ. Cho nên cuộc sống chúng ta là một chuỗi những quyết định. Tôi không tin là cuộc đời mỗi người là những sự tình cờ. Không tin. Không ai sống trong đời mà tình cờ. Ôi tôi cứ đi sống như vậy thôi, cái gì xảy ra thì xảy ra. Không có. Tất cả đều gói gọn ở những quyết định. Nhưng anh chị em ơi, khi chúng ta chưa đọc và chưa biết lời Ngài, chúng ta thường có những quyết định không đúng với lẽ thật. Những quyết định mà đám đông nói chưa chắc đúng. Những quyết định mà báo chí nói chưa chắc đúng. Những quyết định mà văn hóa gia đình, văn hóa của quốc gia nói chưa chắc đúng. Và đôi khi những điều đó đó, nó hay dẫn cuộc đời chúng ta đến những cái hố sâu mà chúng ta cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Thấy người ta đi cầu hỏi ma quỷ, mình cũng cầu hỏi ma quỷ. Thấy ông hàng xóm đi vô phan rang lấy đạo bùa về làm ăn khá quá, tôi cũng vô lấy một cái về làm ăn. Và cuối cùng thì con chết, chồng chết, vợ chết, gia đình tan nát hết. Quyết định hôm nay dẫn đến kết quả ngày mai. Bạn bè sống sao tôi cũng sống vậy. Trào lưu mà. Mình không sống như thế làm sao mà mình hòa đồng được trong xã hội. Nó tà dâm mình cũng phải tà dâm. Nó năm vợ mình phải sáu vợ. Và cuối cùng cuộc đời gia đình chúng ta banh chành hết, không còn một cái gì. Những quyết định đó anh chị em quan trọng lắm. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của chúng ta. Nhưng cảm ơn Chúa, chính lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta chọn những quyết định đúng. Amen chứ. Chính lời của Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đến những quyết định đôi khi rất khó, nhưng nó đem đến sự sống. Trong Sáng Thế Ký chương 39 có một người thanh niên đẹp trai đã có một quyết định đúng trong cuộc đời của mình. Tôi đọc anh chị em nghe. Sáng Thế Ký chương 39 câu 7 chép như thế này: sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng: hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng: chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm tôi chi, trừ ra một mình người, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào mà tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thường ngày người dỗ dành mặc dầu thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay ở cùng người chút nào. Đây là Joseph đẹp trai. Rất đẹp trai. Và tôi nói thiệt với anh chị em là những thanh niên ở đây có quá khứ, anh em hiểu rằng trước những hoàn cảnh như thế này, người từ chối được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh em có amen với tôi không? Người từ chối được chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Tôi mà không có Chúa trong hoàn cảnh này tôi cũng bụp luôn. Không, đó là nói thiệt. Mà nói chân thành như thế thôi, khác gì đâu. Người nào cũng vậy thôi. Có ai thấy đâu. Ông chủ đi làm suốt ngày ở trên cung điện, ông có biết cái gì đâu. Đầy tớ thì đi chơi hết ở nhà một mình. Bà chủ sang trọng như thế, nước hoa thì thơm nức như thế, nhìn thì mơn mởn như thế này. Có mèo nào mà nó từ chối ăn mỡ không anh chị em? Không. Người như Joseph đẹp trai này thế gian rất hiếm.
Nhưng điều gì khiến cho Joseph từ chối? Kính sợ Đức Chúa Trời. Joseph đã đọc biết trong luật pháp của Đức Chúa Trời, sự tà dâm ngoại tình ắt không thể nào khỏi bị phạt. Đây là con đường đi xuống địa ngục. Và Joseph đã từ chối miếng mỡ này, không ăn. Tôi gọi đó là lời của Đức Chúa Trời làm tinh sạch chúng ta. Amen chị em. Lời của Đức Chúa Trời làm tinh sạch chúng ta. Chúng ta bình thường có những quyết định, có những suy nghĩ rất ô uế, có những quyết định rất nông nổi xác thịt. Nhưng khi chúng ta tiếp cận lời của Chúa thì nó khiến cho chúng ta có thể ra được những quyết định làm tinh sạch linh hồn của mình. Và chúng ta được phước từ nơi Đức Chúa Trời. Anh em có thể hỏi tôi, ông Joseph có, ông từ chối này ông có được phước đâu? Sau khi ông từ chối ông can tống ngay vô tù ở 2 năm mà phước gì? Đúng không? Sau khi ông từ chối này tống vô tù ở 2 năm. Nhưng thưa anh chị em, sau 2 năm đó ông nhảy một phát lên thủ tướng luôn. Đó không phải là phước sao? Không phải là phước sao? Cho nên đôi khi con người chúng ta hay nghĩ những cái ngắn hạn, hay nghĩ những cái lợi lộc ngắn hạn mà bỏ qua những ích lợi lâu dài. Đó là con người chúng ta. Thưa anh chị em, hãy kính sợ Chúa và để lời Chúa tinh sạch chúng ta. Cho nên tôi nói với anh chị em này, sống kính sợ Chúa là một quyết định, không phải là cảm xúc. Không phải là tôi cảm thấy phải vâng phục Đức Chúa Trời. Không có đâu anh chị em. Mà anh chị em phải quyết định vâng phục Đức Chúa Trời. Thế còn cảm thì ông Joseph lúc đó ông cảm cái gì anh chị em? Ôi sao thích thú tuyệt vời. Cảm là cảm vậy đó. Nhưng mà ông quyết định bỏ chạy. Có những tội lỗi phải bỏ chạy. Đứng lại là chết với nó liền. Bỏ chạy. Joseph đã bỏ chạy. Và bởi Joseph bỏ chạy nên bị tống vô tù. Mà nhờ vô tù cho nên lên làm thủ tướng. Một câu chuyện khác chúng ta muốn khích lệ nhau ở trong sách Daniel chương 1 để chúng ta hiểu rõ hơn về những điều diệu kỳ này. Đó là một quyết định. Một quyết định nha anh chị em. Đây, Daniel chương 1. Tôi đọc cho anh chị em nghe. Cái đây là một cái bối cảnh mà thanh niên trai trẻ Daniel này lúc này có thể chỉ 15-16 tuổi thôi. Vì Daniel là dòng dõi hoàng tộc cho nên ông bị bắt đầy sang xứ Babylon. Và vì ông được học hành tử tế, dung mạo đẹp đẽ, cho nên ông được chọn thành những người biệt riêng ở trong hoàng cung, học những thuật sĩ chiêm tinh để sau này bói khoa bói toán cho vua. Đó. Đây là hoàn cảnh của Daniel. Và trong những con người mà được vua ưu ái đó thì hàng ngày, vì theo cái niềm tin của họ mà, hàng ngày những người này phải ăn những đồ cúng tế ở trong đền thờ của các thần vua Babylon. Phải ăn. Ăn nó mới được phước. Họ nghĩ như vậy. Ăn nó mới thông tuệ. Ăn nó mới khôn ngon thông sáng. Nhưng Daniel là con cái Đức Chúa Trời. Daniel chỉ thờ phượng một mình Đức Giê-hô-va thôi. Ông không muốn điều đó. Và anh em tôi đọc anh chị em nghe. Dưới áp lực của hoàng cung, áp lực của hoàng quan, áp lực của vua chúa, áp lực của luật pháp thời bấy giờ, thì Daniel làm sao nè? Trong câu 8, và Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoàng quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và thương xót trước mặt người làm đầu hoàng quan. Người làm đầu hoàng quan bảo Daniel rằng: ta sợ vua là chủ ta, đã chỉ định đồ ăn đồ uống cho các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tiều tụy hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi mà các ngươi nộp đầu ta cho vua sao? Cái ông hoàng quan này, ông bị đưa vô cái thế là ông phải làm. Và ông bắt Daniel phải ăn uống những điều đó. Vì không ăn uống những đồ đó thì ông cũng bị chém đầu. Daniel cũng bị chém đầu. Nhưng Daniel quyết định sao anh chị em? Không ăn. Không ăn. Tớ
tới chỗ này, anh chị em đã bắt đầu hiểu được phải không ạ? Lời của Chúa làm sạch chúng ta là nhờ những quyết định vâng phục lời Ngài của chúng ta. Và những quyết định đó nó sẽ xảy ra thành một chuỗi hàng ngày trong cuộc sống của mình. Tôi biết mình nói điều này cũng có thể chạm đến rất nhiều anh chị em ở trong phòng này hoặc là trên live stream. Có thể anh chị em tin Chúa, nhưng anh chị em vẫn đang sống trong một gia đình thờ lạy thần tượng. Hàng năm vẫn có 3-4 lần gì đó dọn tất cả từ trên bàn thờ xuống và chúng ta cùng nhau ăn uống. Anh em ăn hay là không ăn? Anh em từ chối. Và sự từ chối của anh chị em có thể khiến anh chị em bị chém đầu. Chém đầu ở đây không phải là chặt đầu đâu, mà chém đầu có nghĩa là cô lập, chửi bới, đuổi. Có những người chồng sẽ nói: bây giờ bà phải chọn đi, bà ăn thì bà ở với tôi, bà không ăn thì bà phải bước ra khỏi nhà. Có những người vợ cũng sẽ nói như thế: ông không ăn là ông bước đi giùm tôi, ông ăn thì ông được ở lại, ví dụ thế. Và khiến cho chúng ta phải rất đắn đo suy nghĩ. Bữa trên dâm nghe lời chứng mà tôi thấy tội nghiệp quá chừng. Đó, anh em nghe ngoài có lời chứng á, cô vợ không tin Chúa bắt bớ ông chồng tin Chúa: ông mà còn đọc kinh thánh nữa tôi đuổi ông ra khỏi nhà. Ông chồng phải chui vô toilet để đọc kinh thánh. Sao mà thương thế. Ông chồng này phá sản mấy lần à. Có những hoàn cảnh nó khiến cho chúng ta rất khó quyết định để nghe theo lời Ngài. Nhưng thưa anh chị em, nếu mình coi sự vâng phục Chúa là quý hơn mạng sống mình thì mình sẽ làm được. Đây là chỗ mà Daniel đối diện. Có những thứ khiến cho chúng ta thậm chí mất cả mạng sống, nhưng mà chúng ta vẫn chọn nghe theo lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta đã đạt được đến đỉnh của sự tinh sạch nhờ lời Ngài. Anh em hiểu ý không ạ? Có thể anh em mất tiền mất của anh em ok, giống như ông Job vậy đó. Mất sức khỏe anh em ok, mất sự tự do ok. Nhưng mà khi mà nói mất đến mạng sống cái là khác rồi. Satan nó sử dụng tất cả những công cụ để khiến cho con dân của Chúa phải bị ô uế và không có năng quyền. Nhưng cảm ơn Chúa qua câu chuyện này, Daniel vẫn quyết định đánh cược với ông hoàng quan. Ông quyết định đánh cược: ông ơi, tôi biết là cái này rất khó và có thể làm hại ông, nhưng mà thôi bây giờ ông thử 10 ngày thôi, tôi chỉ ăn rau uống nước, rồi ông xem thử da mặt của tôi có hồng hào hơn với những người ăn thịt uống rượu kia không. Khi mà ông thấy tôi hồng hào rồi á thì ông chấp nhận, còn ông thấy tôi xanh lét xanh lè hơn á thì tôi sẽ bắt đầu ăn thịt uống rượu lại. Cái đây là đánh cược gì anh chị em? Đây là trận chiến đức tin. Trận chiến đức tin này, Daniel tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Daniel tin vào Đức Chúa Trời mình có thể làm những điều ngược với quy luật tự nhiên. Daniel tin rằng bình thường phải ăn thịt uống rượu thì nó mới hồng hào. Bây giờ Daniel tin rằng chỉ ăn rau uống nước nó cũng hồng hào. Và Đức Chúa Trời có thể làm được. Amen chứ? Cảm ơn Chúa. Tôi và bạn chị em đang tin vào một Đức Chúa Trời siêu nhiên. Cho nên qua đoạn này tôi khích lại anh chị em: hãy chọn vâng phục Chúa. Dù điều đó là không thể với con người, nhưng đối với Đức Chúa Trời lúc nào cũng có thể. Đối với những người tin thì mọi chuyện đều có thể được. Amen chị em. Đó là điều mà tôi muốn khích lại anh chị em. Và khi anh chị em chọn quyết định đi theo lời Ngài, thì tôi trở lại với đoạn kinh thánh mà chúng ta học hôm nay. Anh em được tinh sạch và được gắn vào gốc nho Chúa Giêsu. Hàng ngày chúng ta phải đối diện với những sự lựa chọn đó, chắc chắn luôn. Và đây là điều kiện đầu tiên để cho chúng ta có thể có kết quả. Anh em hiểu không ạ? Cho nên nếu đời sống mình hôm nay mà không kết quả, mình tin Chúa 10 năm rồi mà không thấy kết quả gì, mình tin Chúa 5 năm rồi mà không thấy đời sống mình nhúc nhích cái gì, coi chừng kiểm tra lại những quyết định hàng ngày của anh em. Nó nằm ở chỗ đó. Lỗ hổng nằm ở chỗ đó. Ôi tôi muốn giữ tinh sạch, nhưng mà tôi nể bạn bè quá, tôi phải đi tăng 2 tăng 3 cái. Xong luôn. Có chứ sao không có.
Ôi, nếu tôi không đi thì cái hợp đồng chục tỷ này không ký được. Phải đi thôi. Xong luôn. Và đó là lý do đời sống đức tin chúng ta nghèo nàn và không có kết quả. Anh chị em ơi, có những quyết định nó thiệt hại ở đời này, nhưng nó được lợi trong cõi thuộc linh. Và cái kết quả mà Chúa Giê-xu cho chúng ta đó, nó lớn hơn rất là nhiều so với những lợi lộc ngắn hạn trên đất này. Anh em thấy Joseph không? Từ chối vợ hoạn quan, vợ của Phô-ti-pha, và được thăng tiến làm thủ tướng của quốc gia quyền lực nhất đời này thời bấy giờ. Anh em thấy Daniel không? Từ chối đồ cúng của các thần tượng, và cuối cùng ông là một trong ba thủ tướng quyền lực nhất của đế chế thời bấy giờ. Có ai khôn ngon hơn Daniel không? Có ai quyền năng hơn Daniel không? Không. Ông là người trọn vẹn. Cho nên chị em, chúng ta hãy từ chối những miếng mồi ngắn hạn. Chúng ta hãy từ chối những lợi lộc ngắn hạn. Chúng ta hãy từ chối những cám dỗ ngắn hạn. Chúng ta hãy từ chối những sung sướng xác thịt ngắn hạn, những cái thú vui ngắn hạn này, để đạt được những điều tốt đẹp hơn ở trong Chúa của chúng ta. Vì đó là lý do mà sứ đồ Phao-lô khi ông viết thư cho những người ở thành Roma, ông mới nói như thế này: vả nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống đâu, bèn là tại sự công bình, bình an và vui vẻ trong Đức Thánh Linh. Cho nên xem, nước Đức Chúa Trời không phải là những sự khói lạc xác thịt tạm bợ đời này, không phải là chỗ ăn, chỗ uống, chỗ vui chơi, không phải là để mình thỏa mãn một vài những điều ngắn hạn trong đời này, không. Nhưng nước Đức Chúa Trời, quyền năng của nước Đức Chúa Trời thể hiện ra trước hết qua một đời sống nên thánh, một đời sống công chính, một đời sống mà người thế gian này, thế giới 7 tỷ người này tìm những người đó trên đầu ngón tay. Anh em nhớ câu chuyện Joseph đẹp trai không? Tìm Joseph đẹp trai trên đầu ngón tay đấy, hiếm lắm. Thế giới này nhiều triệu phú, nhiều tỷ phú, nhiều tổng thống, nhiều những người quyền lực, nhưng thế giới này rất hiếm những con người thánh khiết cho Đức Chúa Trời. Không nhiều đâu. Và Ngài chọn chúng ta, Ngài chọn anh chị em và tôi trở thành những người công chính cho Ngài. Và nó trở thành bởi những quyết định tuân phục lời Ngài. Từ sự công chính này, nó sẽ dẫn anh chị em đến một đời sống bình an trong tâm hồn. Từ sự công chính này, nó dẫn anh chị em đến một đời sống vui vẻ trong tâm hồn. Và đây là quyền năng của thiên đàng, quyền năng để biến đổi thế gian này đó anh chị em. Nếu trong lòng chúng ta không có sự thánh khiết, nếu trong lòng chúng ta không có sự bình an, nếu trong lòng chúng ta không có sự vui mừng, thì mình biến đổi ai? Mình kết quả gì cho Chúa đấy? Tôi nghĩ không có quả gì cả. Tất cả như nhau. Người đời sống sao? Tôi giống y vậy. Thế thì tôi khác gì đâu mà tôi có thể ảnh hưởng người ta. Cho nên trong cái phong trào mà Chúa dấy lên trong thời gian gần đây đó anh chị em, nó có một cái phong trào nó gọi là gì? Chạm đến để biến đổi. Tức là cái phong trào mà đến hội thánh để được Đức Chúa Trời chạm đến và biến đổi. Và cái phong trào đó nó rất là mạnh mẽ. Tức là người ta không giảng, không nói nhiều, nhưng mà những người đến nơi đó đều được Đức Chúa Trời chạm, Đức Chúa Trời thăm viếng, Đức Chúa Trời đổ đầy họ. Và về nhà đời sống họ biến đổi hoàn toàn. Họ không còn tà dâm, không còn rượu chè, không còn thuốc lá, không còn đàn đúm, không còn bạn bè, không còn dâm dục, không còn ô uế nữa. Tự nhiên họ biến đổi. Và cái người mà được Chúa dùng cho phong trào đó và chia sẻ là muốn Chúa dùng chúng ta để chạm đến người khác, thì trước hết chúng ta phải hòa làm một cùng Chúa Giê-xu trong sự thánh khiết, công bình và bình an của Ngài. Khi cái người đã đứng lên bục giảng, khi cái người đã hát, khi cái người đã nói lời Chúa, khi người Đức Chúa Trời đã công bố những gì từ Đức Chúa Trời, thì dòng chảy Thánh Linh sẽ chạm đến người ta và tự người ta sẽ được biến đổi. Đó đó anh chị em, tôi gọi này là quyền năng của thiên đàng. Và Chúa Giê-xu trong chương 15 cho chúng ta cái cách đó. Anh em được tinh sạch nhờ lời Ngài và được gắn vào gốc nhớ là Chúa Giê-xu. Rồi từ nhựa sống, từ sức mạnh, từ quyền năng của Chúa Giê-xu,
anh chị em sẽ kết quả cho Ngài. Anh chị em sẽ cứu rỗi thế giới này, chữa lành thế giới này. Anh chị em sẽ làm được những việc như Chúa Giê-xu làm, mà còn làm lớn hơn nữa. Anh em bắt đầu vươn rộng ra, chạm đến từng cuộc đời và biến đổi họ. Rồi Chúa Cha sẽ lấy họ gắn vào góc nhỏ. Đó là cách của Chúa. Trong câu số 4 anh chị em: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Anh em thấy không? Tôi biết rằng mỗi một chúng ta ai cũng khát khao kết quả cho Chúa. Ai cũng khát khao đó. Và dĩ nhiên hôm nay đó, cái quả này là quả gì chúng ta cũng phải nói ra. Quả này nó là từ hai phương diện trong đời sống mình. Đó là quả của phẩm cách đạo đức và quả của những việc làm quyền năng của Đức Thánh Linh. Nên trong cái đoạn văn chương 15, Chúa Giê-xu luôn nói đi nói lại: nếu các ngươi không ở trong ta, các ngươi không làm chi được. Không làm chi được, không làm chi được. Chúa Giê-xu đang nhấn mạnh đến những điều mà các môn đồ Ngài đi theo Ngài phải làm được trong thế gian này. Một chỗ khác thì Chúa nhấn mạnh đến phẩm chất đạo đức. Các con phải giống như ta. Các con phải yêu thương. Các con phải tha thứ. Các con phải nhịn nhục. Các con phải nhân từ. Thì người ta nhìn vào các con, người ta mới biết các con là môn đệ của ta. Chúa nói về phẩm cách đạo đức. Nếu chúng ta ở trong hội thánh mà chúng ta còn đánh lộn nhau, trong hội thánh mà còn lừa dối nhau, trong hội thánh mà còn ly hôn ly dị nhau, trong hội thánh mà còn nói nhân hành nói xấu, trong hội thánh mà còn làm những điều gian ác, thì thế gian còn tin ai được nữa anh chị em? Không tin ai được nữa. Có rất nhiều người vấp phạm về điều này. Họ cũng nói với tôi: mục sư ơi, con mất lòng tin quá rồi mục sư, con không còn có thể tin ai được nữa. Và người đó kể về hội thánh của mình, kể về những điều xảy ra trong hội thánh của mình, kể về những điều gian dối trong hội thánh của mình, kể về những điều lạm quyền trong hội thánh của mình, kể về những điều tà dâm trong hội thánh của mình. Và họ nói: mục sư, con mất hết lòng tin. Anh chị em ơi, chúng ta có trách nhiệm trước Chúa cho thế giới này. Chúng ta có trách nhiệm phải có phẩm hạnh của Đấng Christ trong đời sống của mình. Đó không chỉ là mình muốn sống sao sống, mà đó là trách nhiệm. Sứ đồ Phaolô nói: anh chị em yêu dấu ơi, anh chị em phải sống cho xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi mình. Anh em biết Chúa gọi chúng ta là gì không? Là thánh đồ yêu dấu của Ngài. Thánh đồ cơ mà. Cho nên chúng ta không thể chấp nhận một lối sống đạo đức thấp hơn những gì mà Kinh Thánh chép đâu anh chị em. Không chấp nhận được đâu. Nhưng ở trong phân đoạn 15 này, Chúa Giê-xu lại nói về một cái quả loại khác nữa. Tôi gọi này là quả của việc làm, quả của quyền năng, quả của những dấu kỳ phép lạ, quả của những điều diệu kỳ mà Chúa dùng cánh tay anh chị em làm để làm sáng danh Chúa Giê-xu giữa cộng đồng này. Khi có một người sắp chết, anh em nhân danh Chúa Giê-xu cầu nguyện họ sống lại, Chúa được sáng danh không anh chị em? Sáng danh. Khi có một người quỷ ám không làm được gì, đem đến hội thánh anh em cầu nguyện và người đó trở lại bình thường, Chúa sáng danh không anh chị em? Đó là điều Chúa muốn nói ở đây. Và điều kiện để làm được điều đó là Chúa nói rằng các ngươi phải cứ ở trong ta. Những lời của Chúa phải ở trong mình và mình phải ở trong Chúa. Điều này có nghĩa là gì? Rất là hiểu được điều này khi chúng ta liên kết Chúa Giê-xu với lời Ngài. Chúa Giê-xu chính là ngôi lời. Anh chị em ơi, muốn kết quả trong Chúa đó, điều đầu tiên, mình đừng đi ra khỏi Kinh Thánh. Đừng đi ra khỏi Kinh Thánh. Đừng bao giờ làm điều gì mà Kinh Thánh không có chép. Hãy tin toàn bộ Kinh Thánh. Đó là ở trong lời Ngài. Có một số người rất muốn làm lời việc của Chúa, nhưng mà chỉ tin một phần thôi. Tôi tin đến Chúa Giê-xu thôi, còn Thánh Linh tôi không tin. Rồi xong rồi. Tôi tin đến sự cứu rỗi thôi, còn dấu kỳ phép lạ tôi không tin. Tôi tin đến sự cầu nguyện thôi, còn cầu nguyện tiếng mới thì tôi không tin. Bởi vì Chúa Giê-xu không cầu nguyện tiếng mới. Lý luận như vậy đó. Trong khi Kinh Thánh chép đầy. Anh chị em ơi,
Nếu mình muốn làm được điều Chúa Giêsu làm, điều đầu tiên phải tin toàn bộ những gì Kinh Thánh chép. Còn em tin nửa vời nó không hoạt động. Đó là sự thật, không hoạt động đâu. Phải tin và ở trong Chúa. Không ạ. Thứ hai, Chúa Giêsu chép tiếp: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải bị ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm văng vào lửa thì nó cháy. Đây là Chúa lặp lại yêu trên hoa mặt. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Đến chỗ này tôi nghĩ tất cả anh em mình phải chịu khó suy ngẫm kết quả của những việc làm mà mình làm trong danh Chúa. Nó xảy ra nhờ đâu? Nhờ lời cầu nguyện, có đúng anh chị em? Lời cầu nguyện. Anh chị em đến đây mà nếu tôi cứ đứng im tôi không cầu nguyện gì thì có lành bệnh không? Chắc chắn không. Quỷ đi không? Không. Phải cầu nguyện, phải nhân danh Chúa cầu nguyện. Nhưng ai cũng có thể cầu nguyện được hết á. Nhưng mà cầu nguyện để quyền năng Chúa kẹp theo á thì không phải ai cũng cầu nguyện được. Anh em có amen với điều này không? Cái đó là sự thật mình phải nói. Đúng không ạ? 1 tỷ người đều có thể đứng lên trong danh Giêsu tôi cầu nguyện hết á, nhưng không phải 1 tỷ người quyền năng kẹp theo. Và điều kiện để cho lời cầu nguyện của chúng ta có quyền năng kẹp theo thì là gì? Đấy. Nếu các bạn ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, điều này là gì anh chị em? Lời cầu nguyện quyền năng luôn kèm theo với một đời sống có phẩm hạnh của Đấng Christ. Anh chị em không thể nào đem một cái đời sống đạo đức sai trật che đậy bằng một lớp áo tôn giáo rồi đứng lên cầu nguyện trong danh Chúa mà quyền năng cập theo. Không có đâu. Con người có thể che được, nhưng Chúa che được không? Chúa biết hết đấy. Hồi tối ông làm gì Chúa biết luôn. Giấu sao được. Cho nên câu số 7 này nói cho chúng ta biết là gì? Phẩm hạnh luôn đi trước kết quả. Phẩm hạnh luôn đi trước quyền năng. Những lời Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa, nó nói lên rằng chúng ta không thể nào sống khác bản chất Chúa Giêsu mà làm việc Chúa Giêsu được. Chúng ta không thể nào sống khác lối sống của Chúa mà lại đòi đi làm việc của Chúa Giêsu được. Đây là lẽ thật ngàn đời mà chúng ta cần ghi nhận buổi sáng này. Anh chị em ơi, đừng vội vàng, đừng vội vội vàng vàng, mà trong khi phẩm hạnh đạo đức của mình chưa tới. Tôi không nói rằng tôi là hoàn thiện hay là ai đó hoàn thiện. Không, tất cả chúng ta đều đang tiến đến sự hoàn thiện. Nhưng mà nhất định là chúng ta phải ý thức được rằng mình phải có trách nhiệm để mỗi ngày giống Chúa Giêsu hơn. Có đúng anh chị em? Chứ mình không thể đứng lên đây mình nói tôi đủ tư cách để giảng về đạo đức không. Đừng nói thế. Không ai đủ tư cách để giảng về đạo đức hết. Tôi cũng chưa đủ. Tôi cảm thấy không bao giờ đủ để mình đứng đây mà giảng đạo đức cho ai đó. Không. Chúng ta giảng lời Đức Chúa Trời. Và khi lời Chúa nói ra thì anh em được biến đổi, tôi cũng được biến đổi. Amen chứ. Tất cả chúng ta đều được biến đổi nhờ lời Ngài. Tôi cũng phải được biến đổi mỗi ngày. Tôi cũng phải được huyết Chúa Giêsu rửa sạch mỗi ngày. Mỗi ngày phải tiến gần đến với Chúa, giống Chúa hơn trong cảm xúc, trong lý trí, trong tấm lòng, trong trái tim. Mỗi ngày chúng ta phải được đong đầy tình yêu của Chúa nhiều hơn, để chúng ta có thể yêu được nhiều người hơn, yêu được nhiều loại người hơn, và chúng ta có thể làm công việc của Chúa trong quyền năng. Cho nên qua câu 7 này, tôi muốn nói với anh chị em một bí quyết. Bí quyết của đời sống kết quả. Bí quyết của đời sống mà quả việc làm giống Chúa Giêsu luôn đeo theo đời sống chúng ta, đó là bớt cầu xin đi mà chuẩn bị phẩm hạnh càng nhiều. Đôi khi ngày hôm nay đó, chúng ta đến với Chúa toàn xin không ạ,
Đúng không? Tôi không nói xin là xấu, nhưng mà chúng ta phải biết cái gì nhiều hơn cái gì. Anh chị em ạ, hãy tỉnh thức và chuẩn bị linh hồn mình trước khi cầu xin. Nếu anh em muốn xin Chúa một ân huệ nào, hãy xem lòng mình có tha thứ chưa, lòng mình còn oán giận không, lòng mình có chút tham lam nào không, lòng mình còn điều gì tà tịch ô uế bậy bạ trong đời không. Hãy ăn năn đi, hãy thay đổi đi, hãy nói với Chúa rằng tha thứ cho con đi, rồi sau đó mới cầu xin. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Còn ngày hôm nay đôi khi chúng ta nhào vô là cầu xin thôi, còn không biết cuộc đời mình có cái gì. Phân trâu, phân bò, phân heo nó đầy đầu hết, nhưng mà vẫn cứ đứng cầu xin. Chú nói con thối lắm, đi chỗ khác đi, rửa sạch đi rồi trở lại. Có phải không ạ? Đó là sự thật. Cho nên thương bạn chị em, sự ăn năn luôn đi trước đức tin. Chúa Giêsu luôn kêu gọi các ngươi hãy ăn năn đi và tin đạo tin lành. Chúa có nói chạy đến tin. Hôm nay chúng ta giảng một tin lành lược bớt, một tin lành đơn giản quá đi, một tin lành nói rằng bà con ơi, lên đây mở miệng Giêsu là Chúa là lên thiên đàng ngay. Chúng ta giảng thế đấy. Và rất nhiều người lên đây Chúa Giêsu là Chúa, rồi về nhà đi thờ, đi cúng, đi ăn, đi bậy, đi bạ, rồi tôi lên thiên đàng. Thiên đàng làm gì có đồ cúng trên đó để ăn tiếp? Thiên đàng làm gì còn có đỉ điếm trên đó để tà dâm tiếp? Thiên đàng làm gì còn có sấy bạc lên đó để đánh bạc đâu? Phải bỏ trước khi lên thiên đàng. Amen chị em. Cho nên tôi muốn nói với anh chị em này, bớt cầu xin đi, chú ý thay đổi đời sống của mình. Đôi khi anh chị em thay đổi xong, được rửa bằng huyết Giêsu xong, sự chữa lành giải cứu đến tự nhiên luôn, không cần xin. Không xin, không cần xin. Đó là sự thật. Ăn năn thì tự động được chữa lành, ăn năn tự động được giải cứu, khỏi cần xin. Đó đó anh chị em, đây là chỗ chúng ta cần chỉnh lại một chút cho dân sự của Ngài, cho hội thánh của Ngài. Chúng ta xin quá nhiều, chúng ta xin từ đầu năm đến cuối năm mà không có cái gì nhúc nhích hết. Chúng ta phải đặt câu hỏi chứ, tại sao mình xin từ đầu năm đến cuối năm mà đời sống mình vẫn như cũ, vũ như cẩn thế này thì làm sao? Không hiểu nổi. Chúng ta phải tỉnh thức ra chứ. Chúng ta phải tỉnh táo ra để biết có điều gì đó sai trật, có điều gì đó không đúng. Cho nên hãy trở lại với tin lành. Và tiếp theo, tôi có thể kết thúc bài giảng ở đây được rồi. Như câu 9 ấy, như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương của Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Anh em thấy không? Cuối cùng Chúa chốt lại, tất cả những việc làm chúng ta phải xuất phát từ mối quan hệ yêu thương với Chúa. Đây là điều tôi nhắc lại bài giảng phía trước, chủ nhật trước. Mọi chương trình, mọi nghị sự của chúng ta, mọi kế hoạch của chúng ta, những việc làm của chúng ta, những bài giảng của chúng ta, tất cả những gì trong cuộc đời của chúng ta, nó phải đi ra từ mối quan hệ yêu thương của chúng ta với Cứu Chúa Giêsu. Còn ngược lại đó, chúng ta tự hành xác mình, chúng ta hoạt động tôn giáo một thời gian rồi mọi sự sụp đổ, mọi sự đè nén, mọi sự tranh cạnh, mọi sự gièm pha chê trách, rồi cuộc đời chúng ta tan tành hết, bởi vì chúng ta không đi ra từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta tự lên kế hoạch, chúng ta tự mường tượng ra mình sẽ thành công thế này, thành công thế khác. Anh chị em có biết không, Chúa không muốn chúng ta thành công mà không có Ngài. Bởi vì sự thành công mà không có Chúa Giêsu là sự thành công trong tai họa. Thành công trong tai họa. Anh chị em hiểu ý không ạ? Sự thành công mà không có Chúa Giêsu là sự thành công trong tai họa. Nhưng Chúa muốn chúng ta có sự thành công ở trong Ngài. Nhưng khởi đầu
phải là mối quan hệ yêu thương. Đừng vội thương bạn chị em. Chúng ta đôi khi sống trong thế giới mì ăn liền này, chúng ta muốn giàu nhanh, muốn thành công nhanh, muốn giải quyết vấn đề nhanh, và chúng ta rất hời hợt với Chúa. Chúng ta tính toán với Chúa từng phút từng giờ. Mỗi buổi sáng thức dậy, Chúa ơi, con có khối việc phải làm ngày hôm nay, bây giờ con đến cầu nguyện với Chúa 3 phút thôi. Đúng 3 phút là con phải đứng dậy đi. Chúng ta tính toán quá nhiều với Đức Chúa Trời mà không biết rằng Ngài chính là gốc nho của chúng ta. Ngài là nhựa sống của chúng ta. Ngài là nguồn nước dinh dưỡng của chúng ta. Ngài là nguồn quyền năng và sức mạnh của chúng ta. Chúng ta tách ra khỏi Ngài và chúng ta khô héo, rồi chúng ta than phiền, chúng ta trách móc. Anh chị em ơi, phải bắt đầu ngày của mình trong mối quan hệ yêu thương. Phải bắt đầu ngày của mình dưới bệ chân của Chúa Giêsu. Chúa sẽ chỉ cho anh chị em làm gì. Có thể nó rất ít, có thể nó rất nhỏ, nhưng nó kết quả, thưa anh chị em. Nó kết quả. Mình ở trong Chúa là chắc chắn mình kết quả. Mỗi ngày sẽ tăng trưởng. Tôi không thấy có một cái nhánh cây nào mà nó gắn với gốc một cách hoàn chỉnh mà đầu năm đến cuối năm nó yên nguyên. Đố anh em tìm cho tôi cái gốc cây nào, cái nhánh cây nào nó như thế đây. Tôi trên núi, trên rừng nhiều, tôi quan sát tôi biết. Từ đầu năm cuối năm là tôi thấy nó khác hoàn toàn. Nó có thể dài gấp rưỡi so với đầu năm. Cho nên đảm bảo với anh chị em, nếu anh chị em gắn vào Chúa Giêsu trong mối quan hệ yêu thương này, thì chắc chắn 100% anh chị em sẽ tăng trưởng. Chậm nhưng mà chắc chắn. Có thể nó chậm chứ. Anh em không thể nào sáng sớm nhìn cái cây rồi nhìn cái nhánh cây rồi mai ra nhìn thấy nó dài 1 thước rưỡi được. Không có. Có thể nó rất y nguyên. Y nguyên vậy thôi. Ngày hôm nay với ngày hôm qua nó không có gì thay đổi hết á. Nhưng mà 1 năm sau nó khác à. Đó là ý của Chúa muốn. Đừng vội, nhưng phải tiến chắc chắn. Đừng vội, nhưng phải có đầy dầu ở trong tâm lòng của mình. Dầu yêu thương, dầu bình an, dầu nhẫn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thảnh thơi trong tâm hồn bước tới. Cha là người chăm sóc. Anh em nhớ Hebrew chương 13 không? Đừng tham lam, đừng có tham tiền bạc. Vì Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài không lừa con, không bỏ con. Người đời làm chi tôi được. Cho nên trong đời sống này, tại sao mình sợ hãi, tại sao mình bối rối, tại sao mình phải muốn nhanh, là bởi vì mình sợ thiếu thốn, mình sợ thất bại, mình sợ mình không kịp người ta. Không đâu. Tôi nói với anh chị em ạ, Chúa ở cùng với anh chị em, cứ thảnh thơi túc tắc mà đi, kiểu gì cũng tới đích à. Vì Chúa ở cùng mình mà, amen. Chúa đi cùng mình mà sợ cái gì. Cho nên cứ bình tĩnh, đừng có sợ ai cạnh tranh với mình, đừng sợ ai sẽ giành chỗ của mình. Tôi nói như ông Richard Bonnke, ông nói đó rất hay. Nếu Chúa sức giàu cho anh chị em, thì Chúa luôn dành cho anh chị em một chỗ mà không ai thay thế được. Phải có anh em ở đó mới làm được việc, còn không thì mọi cái dừng lại. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Nếu Chúa sức giàu cho anh chị em, đừng lo, luôn có chỗ, và chỗ đó không ai thay thế. Chúa chờ đợi. Anh em hãy tiến lên. Amen chị em. Và buổi sáng hôm nay tôi muốn nói những lời đó, để muốn anh chị em bước vào chương trình cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời, cả linh, cả hồn, cả thể chất. Hãy để lời của Ngài thánh hóa chúng ta bằng những quyết định kính sợ và vâng phục Chúa. Hãy để mối quan hệ yêu thương với Chúa Giêsu mỗi ngày làm động lực thúc đẩy chúng ta tiến lên, và những kết quả trong đời sống anh em sẽ thấy tự nó mọc ra. Cái cây có thể nó không thấy, nhưng mà người ta sẽ thấy. Cái nhánh của anh chị em mọc hoa mọc quả có thể anh em không thấy, nhưng mà người ta, người khác nhìn vô sẽ thấy. Tôi thấy có quả trên đời sống anh, tôi thấy có kết quả trên đời sống anh, và đó là kết quả đem có thể nuôi sống được nhiều hơn. Anh chị em ha, cái đó là cái điều mà chúng ta cần trong buổi sáng hôm nay. Xin lời của Ngài khích lại anh chị em.
và tất cả chị anh chị em đang có mặt ở trong hội trường này, những ai muốn kết quả cho Chúa, những ai muốn để Chúa dùng đời sống của mình làm sáng danh Chúa Giêsu trên cuộc đời, thì hôm nay hãy lắng nghe những cái cách thức đó. Thanh tẩy đời sống mình đi, bước đi với Chúa mỗi ngày chậm mà chắc. Hãy ở với Ngài để Ngài thăm viếng chữa lành. Hồn anh em phải được chữa lành, thân thể anh em phải được chữa lành, tâm linh anh em phải được tha thứ. Đó là điều kiện đầu tiên để cho anh em có thể bắt đầu quá trình này. Có thể buổi sáng hôm nay anh chị em đến đây với những nhu cầu, phải không ạ? Bệnh tật có, ma quỷ có, gia đình có, đủ thứ hết á. Tôi thấy có một số sáu anh em ở đâu đó còn nhắn tin cho tôi là hôm nay tụi con đến là một sư nhớ cầu nguyện cho tụi con nha. Sáu người đó ở đâu không biết, có đến không biết. Đấy, thì hãy nhớ lời tôi nói buổi sáng hôm nay nè. Có những thứ không cần cầu nguyện mà chỉ cần ăn năn thôi. Đúng không ạ? Tôi kêu gọi tất cả anh chị em có nhu cầu buổi sáng hôm nay hãy ăn năn. Không có ngọn bão nào mà tự nhiên nó hình thành hết á. Phải có gió ở đâu đó thổi vô. Không có năng đề nào mà tự nhiên nó có trên đời sống anh chị em hết á. Phải có lỗ hổng ở đâu đó trong cuộc sống anh chị em. Ma quỷ nó mới đặt một cái chân vô. Cửa mở thì ăn trộm nó mới chui vô nhà. Cửa nem rào mà khó bằng cái xích bằng bắp tay thế này thì ăn trộm nào chui vô được. Cho nên không thể nào nói đời sống tôi tự nhiên nó như thế. Cái đó là chưa đúng rồi. Cho nên á, tôi nhắc lại lời của tiên tri TB Joshua. Bớt cầu xin đi, hãy nhiều ăn năn. Bớt cầu xin đi, hãy nhiều sự ăn năn. Thay đổi, thay đổi, thay đổi. Chúa đang hành động mà. Anh em không chứ? Chúng ta đồng đứng giờ này nha. Đây là cách Chúa sẽ hành động một chút xíu. Và những ai có nhu cầu, những ai có những cái điều đó đó, khi anh em ăn năn, tôi tin rằng ma quỷ nó xuất đi trong chính thời giờ này. Bệnh tật nó phải xuất đi, ô uế nó phải xuất đi, ma quỷ nó phải xuất đi khi anh em ăn năn. Em thưa với Chúa, Chúa còn sai rồi, bây giờ xin lời Ngài thánh hóa con, con quyết định thay đổi Chúa, con quyết định từ chối nó Chúa, con quyết định nói không với sự không tha thứ, con quyết định nói không với sự gọi là nóng giận cay đắng, con quyết định nói không với bùa với ngải, con quyết định nói không với tà dâm ô uế ngoại tình tham lam, con quyết định nói không với sự ruồng bỏ, sự gọi là vô tính trong đời sống của con. Con quyết định nói không, Chúa ơi giúp con. Chào chúng ta hãy đến với Ngài giờ này. Tất cả anh em mình đến với Ngài giờ này. Chúa đang ở đây. Tôi tin xác quyết rằng Thánh Linh của Chúa đang ở đây. Và Ngài sẵn lòng thanh tẩy dân sự của Ngài. Ngài sẵn lòng chữa lành dân sự của Ngài. Ngài sẵn lòng giải cứu tâm hồn của dân sự Ngài, chữa lành thân thể cho dân sự Ngài và tha thứ mọi tội lỗi. Cha trong danh Giêsu quyền, hãy đến với dân sự Ngài giờ này. Hãy đến với những tấm lòng ăn năn giờ này. Hãy đến với những cuộc đời muốn thay đổi giờ này. Hãy đến Chúa, hãy đến giờ này con cầu nguyện. Oh hallelujah, oh hallelujah. Cha trong danh Chúa Giêsu quyền, Cha trong danh Chúa Giêsu quyền, Cha trong danh Chúa Giêsu quyền, Cha trong danh Chúa Giêsu quyền. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Cha. Chúa Thánh Linh đang đến giờ này. Tôi đang cảm nhận thần của Ngài đang hiện diện, bắt đầu gia tăng. Ngài gia tăng trên chính anh chị em. Anh chị em cảm nhận được nó. Chúa Thánh Linh đang bắt đầu sự thanh tẩy của Ngài. Ngài chạm vào trong sâu thẳm tâm hồn của anh chị em giờ này. Nó có thiết có thể khiến cho anh em thổn thức trước sự hiện diện và đụng chạm của Chúa giờ này. Khiến cho anh em có thể ra những quyết định rất mạnh mẽ để thay đổi đời sống mình giờ này. Khiến cho anh em ăn năn khóc lóc với những điều đã tồi tệ đã trong quá khứ của mình giờ này. Cha trong danh Chúa Giêsu quyền. Thà
Thánh Linh ơi tuôn đổ giờ này. Thánh Linh ơi tuôn đổ giờ này. Thánh Linh ơi tuôn đổ giờ này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đức Thánh Linh ơi tuôn đổ trên dân sự ngày giờ này. Chạm trên dân sự ngày giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chúa ơi, Ngài đến để cáo trách tội lỗi. Ngài đến để khiến chúng con nên thánh. Ngài đến để thêm sức mạnh để chúng con có thể từ chối những điều cám dỗ đời này, để chúng con có thể trở nên thánh khiết và giống như Ngài. Thánh Linh ơi tuôn trên dân sự của Ngài giờ này. Tôi công bố huyết của Chúa Giêsu trên dân sự của Ngài giờ này. Tôi tuyên bố ánh sáng của Chúa Giêsu chiếu lên dân sự của Ngài giờ này. Chiếu sáng, chiếu sáng, chiếu sáng, chiếu sáng, chiếu sáng trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Trong sự ăn năn có một quyền năng giải cứu. Tôi công bố rằng với sự ăn năn của dân sự Đức Chúa Trời thì mọi tà linh ô uế không có thể có mặt ở nơi này, mọi quyền lực của Satan không có mặt ở nơi này được. Tất cả quyền lực của Satan ma quỷ phải bị cột trói giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi điều gì thuộc về thế giới tối tăm phải bị phán xét giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Phán xét giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bị phán xét giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi Satan và các quỷ sứ của mày, hỡi Satan và các quỷ sứ của mày, hỡi Satan và các quỷ sứ của mày, ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi những linh ô uế, linh tà dâm, linh đồng tính luyến ái, những linh thờ thải thần tượng, những tà linh của sự đồng cốt bối khoa, những tà linh của sự dâm dục ngoại tình, những tà linh của sự gian tham, nóng giận, chỉ trích, nói hành, ta trói buộc tụi bay trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta trói buộc tụi bay trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả mọi tà linh ô uế này phải rời đi. Những tà linh thuộc về tâm trí, những tà linh thuộc về gian dối, những tà linh thuộc về tâm thần, những tà linh gây bệnh tật, những tà linh gây nên những triệu chứng về trầm cảm, lo lắng, sợ hãi, bất an, ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu. 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 Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, come out, rời đi, rời, 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 come out, come out, lửa thánh linh giờ này, lửa từ đỉnh đầu nơi gốc chân giờ này, lửa từ đỉnh đầu nơi gốc chân giờ này, lửa thánh linh giờ này, tất cả quyền lực của bay sa tăng đi ra khỏi dân sự của Ngài, tất cả quyền lực của bay bị đốt cháy giờ đây, đốt cháy giờ đây, đốt cháy giờ đây, mọi uế linh đi ra đi, mọi uế linh đi ra, come out, 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 mọi linh uế đi ra, mọi linh uế đi ra, mọi linh uế đi ra, mọi linh tội lỗi đi ra, mọi quyền lực sa tăng đi ra, rơi, rơi, tẩy sạch giờ đây, tẩy sạch giờ đây, huyết Chúa Giêsu. Huyết Chúa Giêsu, huyết Chúa Giêsu giờ này, thanh tẩy, 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 trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah, hallelujah. Toàn bộ tà linh nghiện ngập, tà linh nghiện ngập ô uế, tà linh của sự nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện ma túy, ta trói buộc mày trong danh Giêsu. Đi ra, come out, come out, come out. Cầu nguyện hội thánh trong danh Giêsu, bẻ gãy quyền lực của mày Satan, bẻ gãy quyền lực của mày, bẻ gãy quyền lực của mày, bẻ gãy quyền lực của mày Satan, mày đi ra Satan, đi ra khỏi dân sự Đức Chúa Trời. Những linh tâm thần trầm cảm, mỗi khoa mỗi toán, mọi rủa xả tổ tiên, không bẻ gãy mày Satan, mọi lời rủa xả ta bẻ gãy mày giờ đây, 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 mọi linh rủa xả ta bẻ gãy mày giờ đây. Đi ra, come on, out, 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 các ối linh đi ra đi, 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 trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng,
Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, tẩy sạch giờ đây, 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 tẩy sạch giờ đây. In Jesus mighty name. Tiếp tục đi thương bạn chứ. Tất cả mọi linh uế nó phải rời đi. Tất cả mọi tà linh nào đang cầm buộc con cái của Chúa, bất kể nó là đến từ nguồn nào, nó dùng bệnh tật để kết nối anh em với nó, nó dùng sự nghèo đói để kết nối anh em với nó, nó dùng sự cay đắng để kết nối anh em với nó dùng sự gian dâm để kết nối anh em với nó dùng sự ngoại tình để kết nối anh em với nó dùng sự không tha thứ để kết nối anh em với nó. Tôi cắt đứt giờ này, cắt đứt giờ này, cắt đứt giờ đây, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cả hội thánh hãy cầu nguyện nào. Nếu anh em không đuổi ma quỷ ra thì đời sống anh em không thể có kết quả trong Chúa được. Anh em phải đuổi ma quỷ là kẻ trộm cướp ra. Anh em phải nói với nó rằng Satan, mày đi ra khỏi đời sống ra, mày ra khỏi thân thể ra, mày ra khỏi bệnh tật ra, mày ra khỏi tất cả trong phần hồn, tâm trí, cảm xúc của ta. Đi ra. Come out, come out, come out in Jesus mighty name. Come out in Jesus mighty name. Come out, come out, come out in Jesus mighty name. Satan đi ra, Satan đi ra, Satan mà các quỷ sứ mày đi ra. Come out, come out, come out. Hãy tẩy sạch dân sự của Đức Chúa Trời, tẩy sạch giờ đây, 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 tẩy sạch giờ đây. In Jesus name, hãy được thanh tẩy, hãy được thanh tẩy. Linh bệnh tật, linh ung thư, những linh bệnh mạng tính, những tà linh đang tấn công thân thể anh em, ta trói buộc mày giờ đây, trói buộc mày giờ đây. Các khối u hãy lành đi, các khối u hãy teo lại đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Satan rời đi, tao ra lệnh mày rời đi. Satan rời đi. Tất cả những quyền lực đang tấn công, tấn công trong tim mạch lục phủ ngũ tạng, tấn công trong phổi, tấn công trong thận, tấn công trong gan, ta trói buộc mày Satan, trói buộc mày Satan, trói buộc mày Satan, trói buộc mày Satan. Rời đi, come out, rời đi, come out, come out, come out. Rời, rời, rời. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta ra lệnh cho mày rời đi. Ta ra lệnh mày rời đi. Hỡi Satan rời đi. Tiếp tục lên chém, quyền năng thánh linh đang hành động ở đây. Tiếp tục lên chém, quyền năng thánh linh đang thanh tẩy hội thánh Chúa ở đây. Tiếp tục lên chém, đóng cổ Satan ra khỏi đời sống mình, đóng cổ Satan ra khỏi đời sống mình, đóng cổ Satan ra khỏi thân thể mình, đóng cổ Satan ra khỏi cảm xúc mình, đóng cổ Satan đi. Trong danh Giêsu, come out, out. Hỡi những linh uế, linh tà thuật bối khoa bối toán. Hỡi những linh trói buộc, linh đồng tính lương ái, tà dâm ngoại tình, ta trói buộc mày giờ này. Đi ra, đi ra, come out, đi ra. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Rời đi, trong danh Chúa Giêsu rời đi. Trong danh Chúa Giêsu ma quỷ rời đi, bệnh tật rời đi. Come out, mọi uế linh rời đi. Tất cả những người đang xem trên truyền hình hãy được tự do, hãy được chữa lành, hãy được tự do, tự do, tự do, tự do. In Jesus mighty name. Tiếp tục anh em, tống Satan ra khỏi đời sống mình, tống bệnh tật ra khỏi đời sống mình, tống những điều gì không đến từ Chúa ra khỏi đời sống mình. Mọi giới hạn nào tống nó đi, mọi điều gì không đến từ Chúa tống nó đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, ta ra lệnh cho mày, Satan mày bị phán xét ngày hôm nay, mày bị lửa thánh linh thiêu mày ngày hôm nay, lửa thiêu mày ngày hôm nay. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Oh hallelujah, be free. Hãy được tự do, hãy được chữa lành, hãy được tự do, hãy được chữa lành. In Jesus mighty name, hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! Bất cứ điều gì Satan dùng để kết nối anh chị em với nó, có thể đó là bệnh tật, có thể đó là nghèo đói, có thể đó là xung đột trong gia đình, có thể đó là những cái tội lỗi thầm kín, có thể đó là những cái điều cay đắng đổ vỡ trong quá khứ. Tôi công bố trong danh Giêsu, tôi cắt đứt toàn bộ sợi dây liên lạc đó giờ này. Tôi cắt đứt nó giờ đây. Cắt đứt nó giờ đây. Tôi công bố sự tự do. Tự do. Tự do. Tự do trong linh hồn, tự do trong cảm xúc, tự do trong lý trí, tự do trong thân thể giờ đây. Hallelujah. Oh, hallelujah. In Jesus' mighty name. Cảm ơn Ngài. Anh chị em phải biết rằng ma quỷ không có chỗ nào trong đời sống chúng ta. Chúng ta nhất định không mở cửa và dung túng cho ma quỷ đời này, nhất định không dung túng cho tội lỗi. Amen. Chúng ta thuộc về ánh sáng, chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. Và quyết định ăn năn của anh chị em hôm nay tự động sẽ tống Satan ra khỏi cuộc đời của mình. Không có chỗ nữa. Bây giờ nó thành kẻ lang thang ở trên bụi rậm và tìm chỗ nghỉ ngơi. Khi nó quay trở về, đá nó tiếp một phát cho nó đi luôn sang châu Phi mà sống. Amen. Ra biển Đông đó mà bơi. Đừng chứa chấp nó trong đời sống của mình. Oh, con cái của Chúa phần lớn là nạn nhân của Satan, bởi vì mình chứa chấp nó, mình lừa dối, mình bị lừa dối. Nó lừa dối chúng ta. Chúng ta đang gắn vào Chúa Giêsu cơ mà. Mỗi ngày chúng ta đang hút nhựa sống và quyền năng của Ngài cơ mà. Tại sao mà đời sống mình bệnh tật được? Amen chứ. Làm sao mà mình buồn rầu được? Amen chứ. Làm sao mà mình thất bại được? Amen chứ. Tất cả những sự đó đến từ Satan. Và nó hôm nay phải đi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Chúng ta tôn ca Ngài. Tôn ca Ngài. Tôn ca Ngài, tôn ca Ngài, tôn ca Ngài. Chúng ta tôn ca Ngài. Hosanna, Hosanna, Hosanna trong nơi chi thánh. Hosanna, Hosanna, Hosanna trong nơi chi thánh. Chúa chủ thể, Chúa là vua, Chúa cai quản mọi quyền năng. Vinh quang Chúa cao ngời vẫn luôn sáng ngời. Hosanna vinh hiển Chúa đời đời.
sẽ đụng chạm chúng ta giờ này. Ngài sẽ tái đổ đầy tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta giờ này, để chúng ta biết Chúa là ai và anh chị em có thể kết quả trong đời sống của mình. Kết quả trong đời sống của mình. Cha, con cầu nguyện giờ này, mỗi một anh chị em con đang đứng ở nơi này sẽ bắt đầu cảm nhận được sự thâm viếng của Đức Thánh Linh. Linh yêu quý, hãy rời chạm chúng con, sự tự do đến từ Ngài, sự yêu thương đến từ Ngài, sự an ủi đến từ Ngài. Đây là dân sự của Ngài, dân được chọn và gọi bằng danh của Ngài. Thánh Linh ơi, Chúa đang rời chạm chúng ta. Chúa đang rờ chạm chúng ta. Chúa đang rờ chạm chúng ta. Hãy để Ngài làm điều Ngài muốn. Tush. Chạm anh chạm con trở lại. Đổ trên dân sự của Ngài như dòng thác của sự thâm biến, ngọt ngào, đầy yêu thương. Tiếp tục Chúa. Tiếp tục. Tiếp tục. Tình yêu Ngài làm biến đổi chúng con. Vì sự nhân từ Ngài khiến chúng con được biến hóa. Ô lạy chạm touch chạm giờ này trong chân Chúa.
trên linh hồn chúng con trong danh của Giêsu. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.